Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì mình vừa trang xong bà con, trang mới lớn vừa xong ha. Thì đất cũng tương đối bằng rồi. Thì cái này mình mai mình chặt lại nữa, chặt cái mấy nhỏ lại cái này bà con. Thì mình chặt xong cái thì mình sẽ đánh rãnh rồi đánh nước mình xả luôn ha. Hôm nay thì do đất cái xạ vụ 3 thì mình thấy là ốc cũng rất là nhiều mà mình không thể xịt trước được bà con, cho nên bây giờ mình trang xong thì đất nó đang sình như thế này, thì mình ốc nó trồi lên rất là đông, thì mình tiến hành mình phun ốc cái bà con. Thì mình phun ốc là mình diệt ốc cái là dù có mưa thì cũng không sao ha, ốc mình phải triệt để nó mới được. Thì ở đây thì mình xịt thuốc ha bà con, tạt ốc, sâu cuốn lá hoặc chất là abamethin 3.6 ha bà con. Thì để hiệu quả thì mình sẽ sử dụng một chai này cho một bình, và mình xịt một bình như vậy thì khoảng 2 công, đây chục công thì mình xịt 5-6 bình thôi bà con. Liều lượng thì mình không cần phải trộn thuốc bột vô, trộn thuốc bột thì nó hay bị chết cá. Thì mình ở đây mình liều lượng mình sử dụng một chai này luôn nha bà con. Một chai này là thể tích của nó là 400 ml, thì mình sử dụng cho một cái bình máy của mình ở đây ha. Bình máy mình xịt một bình cho 2 công. Mình dùng cái cần bét rửa xe nè bà con, mình sử dụng cái cần bét rửa xe ha. Thì mình xịt cái lối lớn đây, qua đây là từ cái đường mương giữa qua là 18 mét ha, 18 mét. Thì mình xịt một lối lên một lối xuống là coi như gọi cái miếng đất này ha. Thì mình sẽ tiến hành xịt luôn rồi bà con. Thì cái này là nó chết rất là đạt không bà con. Khi mà mình xịt cái cữ này khi nó không hết á, thì đến cái cữ sau á, khi mà mình cho nước vào thì mình tiếp tục xịt nó nữa ha, thì nó cũng không có hại lúa ha bà con. Rồi, mình tiến hành xịt bà con.